Xin chào, kính chào khán giả người Việt TV. Xin mời quý vị theo dõi chương trình từ thủ đô với con Khanh. Hôm nay là ngày thứ năm, 6 tháng 4 năm 2023. Xin chào anh Khanh. Dạ vâng, và một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, cũng xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của người Việt TV và gửi lời chào đến bạn Đỗ Dũng. Tôi không biết là phải nói chuyện gì với bạn Đỗ Dũng ngày hôm nay, nhưng mà phải xin thưa với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, rõ ràng là bắt đầu tôi bảo với chứ đây không phải là mùa xuân mà đây là mùa hè. Thời tiết hiện tại bây giờ tại thủ đô Washington hôm nay là 86 độ, và nếu mà ở trong nhà mà không để máy lạnh thì có lẽ là phải lên đến 90 mấy độ, chứ không phải là đùa. Thưa với anh và thưa cùng với là quý vị khán giả, như vậy là tôi an tâm là những ngày lạnh lẽo đã trôi qua, bây giờ là những ngày bắt đầu ấm áp hơn, chứ không dám nói là vội vã, nói rằng là nóng bỏng hơn. Nóng bỏng tôi để chuyện ở thủ đô Washington, để chuyện chính trị họ bàn với nhau, đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, vân vân và vân vân. Chứ còn bây giờ người dân thì chỉ vui mừng là thấy cái thời tiết mỗi một ngày một ấm lên, và như vậy là tuyệt vời. Đó là cái câu chuyện mà tôi muốn xin được gửi đến quý vị khán thính giả để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ xin phép được trở lại California với anh bạn Đỗ Dũng thân yêu của chúng tôi. Tớ nhờ cái chỗ mà DC nó nóng bỏng á, thành ra anh mới ấm áp. Chứ đúng ra là còn lạnh lắm, nhưng bên này chúng tôi còn lạnh lắm, chưa có nóng. Nhưng mà anh biết nó còn một chuyện nóng nữa mà có thể nó tan chảy cả anh luôn. Tức là bây giờ anh có biết là Hoa Kỳ sắp sửa trở thành quốc gia độc đảng không? À? Không, tôi nói thật mà. Anh là bây giờ là anh chuẩn bị anh đổi qua đảng Dân Chủ. Tất cả đảng Cộng Hòa là ngày hôm nay là chuẩn bị đổi qua đảng Dân Chủ. Bởi vì sao anh biết không? Ngày hôm qua cựu Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi Hạ viện đảng Cộng Hòa cắt ngân sách của Bộ Tư pháp và FBI. Và cái bọn này nó làm ăn bê bối và bây giờ đang điều tra ông Trump. Và ông Trump cũng tin rằng họ dùng tiền thuế của dân để mà dí ống. Giống như là cái ông thượng nghị sĩ Bill Cassidy của Louisiana, cũng như là ông Joe Manchin của West Virginia bảo là quý vị dùng luật để quý vị nhắm vào cá nhân là không được. Và bây giờ đó là ông Jim Jordan, dân biểu của Ohio, chủ tịch ủy ban tư pháp, ông nói hôm chủ nhật rồi trên đài Fox đã bảo được, chúng tôi sẽ cắt ngân sách mấy cái cơ quan này. Và ông Kevin McCarthy, chủ tịch Hạ viện, cũng bảo là đúng, những cái tiền mà đi dùng mà là hành hạ dân thì là cắt. Thì cái này nó giống như là bên đảng Dân Chủ hồi năm 2020 sau cái vụ George Floyd đòi defund the police, anh nhớ không? Đúng. Anh nghĩ sao về chuyện này? Bây giờ đảng Cộng Hòa đang bị áp lực của ông Trump phải cắt giảm ngân sách của các cơ quan công lực, như vậy lại thành Dân Chủ hết rồi. Anh nghĩ sao chuyện này? Tôi thấy là cái chuyện này là cái chuyện rất là buồn cười. Cái trước hết là tự nhiên khi mà anh Đào Dũng đặt cái câu hỏi này và nhắc lại cái câu chuyện này thì tôi nghĩ ngay đến cái chuyện tức là giận cá chém thớt, thưa vàng Đỗ Dũng. Ông Donald Trump ông bực bội là bởi vì là chính phủ tiểu bang, tức là cái đơn vị tiểu bang ở New York, họ hành tội ông. Và bây giờ ông bảo với chứ bây giờ tụi bay hành tội tao thì bây giờ tao cắt, và tao cắt ở liên bang. Tôi thấy cái chuyện đó là cái chuyện vô lý. Cái chuyện đó là với tôi, cá nhân tôi là tôi không chấp nhận được. Tôi đồng ý với anh, với lại ông Mitch McConnell. Cách đây chẳng bao lâu ông lên tiếng ông bảo rằng là những cái quốc gia, những cái tiểu bang dân chủ là họ cái vấn đề phạm pháp mỗi ngày nó mỗi một tăng, rồi là họ có vẻ như là họ ứng xử không có hay với lại cái chuyện phạm pháp. Tôi đồng ý ở cái điểm đó, tôi hoàn toàn đồng ý cái điểm đó. Nhưng mà thưa với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, không vì như thế mà giận cá chém thớt. Nếu mà ông Trump, ông nghĩ rằng là cái câu chuyện này cần phải làm, thì ông đã làm từ cái hồi mà từ khi ông còn ở tòa Bạch Ốc. Anh nên nhớ FBI được điều khiển bởi người, là người của ông Donald Trump. Và nên nhớ rằng là cái chuyện mà người ta bảo rằng là defund the police, thì là tôi thấy rằng là bên đảng Dân Chủ họ đứng tiếng bảo rằng là chúng tôi không bao giờ kêu gọi cái điều đó cả. Đó không phải là chủ trương của đảng. Đó có thể là chủ trương của một số người, một vài người, chứ không phải là chủ trương của đảng. Bây giờ tôi thấy là bắt đầu mọi người đồng ý với nhau. Và tôi, với cá nhân tôi, thì tôi thấy rõ ràng các ông Trump là giận cá chém thớt. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì là ông chủ tịch Hạ viện là ông Kevin McCarthy. Một trong những người mà ông cần cái lá phiếu sau 15 vòng bỏ phiếu để chọn chủ tịch Hạ viện. Không ai khác hơn là ông Jim Jordan. Thành ra là cuối cùng là ok, anh đã hỗ trợ cho tôi để tôi vào được cái ghế mà tôi ước mơ cả cuộc đời tôi.
Thì bây giờ anh muốn làm gì tôi cũng sẵn sàng làm. Tôi thấy rốt cuộc sau, cái đó là chuyện buồn cười, thưa với lại anh Tô Dung. Anh nói ông Trump giật cá chém thớt thì tôi phải nói cho rõ, không phải tôi bênh ông Trump, nhưng mà tôi nói cho rõ là anh nói là không giật cá chém thớt là có vẻ là chỉ là thái độ, nhưng mà đây là ông đang nhắm tới một cái vụ điều tra khác đó ở Bộ Tư pháp. Đúng. Tôi anh hiểu. Nên nhớ là ông Jack Smith trong những ngày qua có tin của tờ Washington Post cho biết là ông đã tìm thêm được một số cái bằng chứng mà có thể còn nguy hiểm hơn cả cái vụ mà ở New York bằng ông Elvin Bragg. Truy tố Elvin Bragg truy tố là đồ bỏ. Bây giờ người ta sợ nhất là cái vụ ở Georgia với cái vụ Bộ Tư pháp. Thành ra chính vì vậy ông giống như là ông đánh cái quả ông đánh phủ đầu trước đó. Bây giờ trở lại với lại cái chuyện mà anh nói ông Mitch McConnell. Thì ông Mitch McConnell đó, ông là trưởng khối thiểu số Cộng hòa mà lâu nay ông vẫn chê, giống như anh bảo chê mấy anh dân chủ với Biden là yếu, không có cứng rắn với tội phạm. Mà cái đó là một cái điểm son của Đảng Cộng hòa. Mà bây giờ ông Trump lại đòi là cắt ngân sách của hai cái cơ quan công lực hàng đầu của nước Mỹ. Thì thưa anh, nói một cách là ông Trump là vừa mới làm cho Đảng Cộng hòa choáng váng ở cái vụ bị ra tòa ở New York. Không cần biết đúng sai, lần đầu tiên trong lịch sử một cựu tổng thống mà ra tòa là làm cho Đảng Cộng hòa chới với, choáng váng rồi. Anh thấy không? Bây giờ làm thêm cú này là chới với, tôi gọi là choáng váng và chới với trong cái vụ mà đòi cắt giảm ngân sách của Bộ Tư pháp và FBI. Thì thưa anh, nói như vậy có phải là bây giờ nói là ông Trump đã làm cho Đảng Cộng hòa nhức đầu nhiều, có như làm thêm nhức đầu thêm nữa, nói vậy có đúng không anh? Câu trả lời là đúng chứ, chắc chắn là đương nhiên là đúng. Có lẽ là tôi còn nhớ là ngày hôm qua tôi có thưa với anh Đỗ Dũng một chuyện. Tôi bảo rằng là cái chuyện của ông Donald Trump sẽ khiến cho Đảng Cộng hòa sẽ gặp phải khó khăn nếu mà ông Trump vẫn tiếp tục tranh cử và ông Trump sẽ trở thành người đại diện cho Đảng Cộng hòa. Sẽ có hai nhóm cử tri mà tôi tin chắc chắn là họ không ủng hộ ông Donald Trump. Nhóm đầu tiên là các phụ nữ. Phụ nữ họ không chấp nhận cái chuyện là ông đi ăn bánh trả tiền, cái chuyện đó là không chấp nhận được. Cái điểm thứ nhì nữa là khối cử tri trẻ tuổi. Thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, là khối cử tri trẻ tuổi họ muốn đi tìm một nhà lãnh đạo mà cái nhà lãnh đạo đó hay hơn, ít nhất là hay hơn ông Donald Trump về mọi mặt. Thành ra là bởi như vậy, anh nên nhớ rằng là ông Trump hiện tại bây giờ ông đang có ông bà Nikki Haley bảo ông có 25% cử tri Cộng hòa ủng hộ. Tôi thì tôi nghĩ là ông có tới 35% cử tri của Đảng Cộng hòa ủng hộ. Nhưng mà cái số từ cử tri đó có thể chỉ giúp cho ông vượt qua vòng sơ bộ, chứ không giúp cho ông để đưa ông vào tòa bạch ốc. Đó là cái điểm mà tôi muốn trình bày. Một cái điểm khác nữa là thưa với anh Đô Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, ngay từ thời ông Trump ông đã lên tiếng ông chê bai cơ quan FBI, mà ông quên một cái yếu tố rằng là cái người điều hành cơ quan FBI là người ông chọn, và ông cũng lên tiếng ông chê bai là Bộ Tư pháp. Ông cũng quên cái yếu tố đó là người điều hành Bộ Tư pháp dưới thời của ông là người của ông chọn, và cái câu chuyện nó tiếp nối. Ngày hôm qua hôm kia là tôi còn nhớ là ông lên tiếng, ông chỉ trích để Fox News. Ông bảo tại sao mà cứ phải nghe lời của thằng cha William Barr hoài vậy. Lý do rất là dễ hiểu, ai cũng biết. Ông William Barr ông ra ông khai rõ ràng. Ông bảo là ông Trump bảo ông ấy là vụ bầu cử này có gian lận hay không, bảo bullshit, give me a break, đừng có nói cái chuyện làm nhảm như vậy. Và sau đó ông biết là ông không sống được với ông Donald Trump, ông quyết định ông từ chức thì có ít ngày trước khi cái nhiệm kỳ của ông Trump kết thúc, ai cũng nhìn thấy như thế. Thành ra là bởi như vậy, ông Trump đừng có làm những cái chuyện này, mà nên chú trọng hơn vào cái câu chuyện làm sao để mà ông có thể giải quyết được ba cái vụ kiện sắp đến, trong đó có vụ kiện của cấp tiểu bang là Georgia và hai cái vụ kiện ở cấp liên bang mà anh Đô Dũng vừa mới trình bày. Tôi thấy là nếu tôi là ông Trump tôi sẽ làm như vậy. Nếu tôi có dịp gặp ông Trump nói chuyện với ông Trump tôi cũng sẽ nói là như vậy. Thưa với anh Đô Dũng. Tôi nghĩ là ông Trump cũng biết cái điều đó. Nhưng mà bây giờ khi ông đẩy cái chuyện mà đòi gọi là dẹp cái ngân sách cho hai cái cơ quan công lực hàng đầu của Mỹ, chắc chắn là nó ảnh hưởng đến cảnh sát các địa phương. Mặc dù các tiểu bang và các thành phố ngân sách cảnh sát là do tự họ chi ra, nhưng mà hàng năm họ vẫn nhận những cái chương trình huấn luyện, đúng không? Dạ, vâng, của FBI. Tôi nói ví dụ như là cảnh sát thành phố làm không lẽ chỉ có đi chặn người ta vượt đèn đỏ à? Họ phải điều tra này kia thứ.
là những cái phân đinh đó, những quỹ đó là do FBI rót xuống, do liên bang rót xuống, bộ liên tư pháp và FBI huấn luyện, đúng không anh? Đúng không? Đúng. Mà bây giờ anh cắt ngân sách là coi như là anh nói thẳng là anh chống nhân viên công lực. Mà tôi nhớ năm 2020 khi mà xảy ra cái vụ George Floyd là chính ông Trump là to miệng nhất, chửi bên Đảng Dân Chủ. Mấy anh nghĩa là không cho tiền cảnh sát, vậy là mấy anh hại cảnh sát làm cho các thành phố nó bạo động trở lên, tội ác trở lên. Và trong cuộc bầu cử đó, nghiệp đoàn cảnh sát quốc gia Mỹ là đã ủng hộ ông Trump. Anh thấy không? Bây giờ ông lại đi ông nói mày, bây giờ gọi là ông quay xe có đúng không? Ông quay xe, tôi gọi là quay xe có đúng không thưa anh? Không, tôi không nghĩ là ông quay xe. Nếu mà nói như lối lại là trình bày của anh Đỗ Dũng thì ông Trump là ông ấy ma mãnh lắm anh. Ừ. Đây là cái đòn chính trị của ông ấy. Tôi nghĩ là đây là cái đòn mà ông đưa ra. Ừ. Chứ thật sự ra tôi không nghĩ là ông biết rằng là cái chuyện này cũng chẳng giải quyết, không phải là nào mà thông qua được bên Thượng viện cũng như Hạ viện. Nhưng mà chắc chắn là ông phải đưa ra cái đòn này để trước hết là câu phiếu của cử tri. Cái điểm thứ nhì là để nhắc nhở cho mọi người biết lý do tại sao mà ông phải lên tiếng kêu gọi là cắt ngân sách cho Bộ Tư pháp và cắt ngân sách cho cơ quan FBI, là bởi vì ông là người vô tội. Ông muốn nói rõ ràng là như vậy. Thành ra là bởi thế ông bảo quý vị ơi, họ hành hạ tôi, thì như vậy cách hay nhất là quý vị ủng hộ tôi và quý vị ủng hộ cái đề nghị của tôi là dẹp cái hai cái cơ quan đó đi. Đó rõ ràng là tôi nhìn thấy như thế, theo như lời giải thích của anh Đỗ Dũng. Trong vụ này có vẻ là Hạ viện Cộng Hòa có nhiều ân oán giang hồ với ông Trump, có vẻ ủng hộ ông Trump và bị ông Trump gây áp lực. Như hồi nãy anh nói đó, cái ông Jim Jordan là cái ông mà đã giúp cho ông Kevin McCarthy phải qua 15 vòng mới được cái chức chủ tịch Hạ viện. Ngày hôm qua chúng tôi mới được tiếp nữ tổng thống Thái Anh Văn. Không có làm sao được. Rồi anh biết những cái giờ phút chót ông Trump bảo nhờ tao gọi mấy đứa kia nó bỏ phiếu cho mày, chứ thôi mày làm sao được. Đúng không? Thế bây giờ ông ép như vậy. Mà anh nhớ ông chủ nhật vừa rồi trên đài Fox, ông Jim Jordan bảo chúng tôi là người giữ cái túi tiền, đúng không? Đúng. Rồi bây giờ câu hỏi cho anh nè, nếu mà vì áp lực của ông Trump, đặc biệt ông Jim Jordan bây giờ được ông Kevin McCarthy trao rất nhiều quyền, là anh chủ tịch của tư pháp, là anh làm muốn làm gì anh làm, bây giờ là đòi điều tra cả cái ông mà công tố viên mà từ chức khi mà ông Elvin Bragg lên, anh nhớ, đòi điều tra tù lum la, nói chung là quậy banh càng luôn. Mà như vậy thưa anh, nó đi ngược lại cái điểm son của Đảng Cộng Hòa, mà thượng nghị sĩ Mitch McConnell bảo là cái này là chúng tôi ăn khách hơn là dân chủ, chúng tôi là cứng rắn với tội phạm, phải có tiền cho cảnh sát, cho cơ quan công lực để ngăn chặn tội phạm. Mà bây giờ các anh bảo làm như thế thì chết chúng tôi thôi. Thế thưa anh, cái chuyện này liệu giả sử như Hạ viện mà thông qua như thế, bên Cộng Hòa, tôi nói anh cho là Cộng Hòa ủng hộ hết thì anh cũng 49 phiếu à. Vậy liệu nó có đi về đâu hay không? Hay là trong lúc họ làm ngân sách, họ biết là không thông qua như vậy, tôi kèm trẻ em vô. Tôi dự những cái dự luật lớn này. Thay vì cho FBI với lại Bộ Tư pháp, tôi nói ví dụ 10 tỷ đi, tôi cắt bàn 2 tỷ, tôi cho 8 tỷ thôi. Mà bây giờ tôi nhét vào cái dự luật lớn, các anh đâu có phủ quyết được, các anh phải bỏ ra. Thưa anh, trên thực tế, liệu Đảng Cộng Hòa Hạ viện có làm được điều này hay không? Câu trả lời của tôi là không. Tại sao? Trước hết là tôi nhìn thấy, vâng, Đảng Cộng Hòa Hạ viện có thể thông qua ở dưới Hạ viện, nhưng mà thông qua với số phiếu rất, cách biệt rất là ngắn, bởi vì họ chỉ hơn với Đảng không Cộng Hòa. Thì cũng là thông qua đi. Dạ. Vâng, đó là điểm thứ nhất. Lên đến Thượng viện là Thượng viện sẽ lắc đầu. Tôi phải thú thật đây, kể cả trường hợp Đảng Cộng Hòa đang nắm khối đa số ở Thượng viện thì họ cũng sẽ lắc đầu, chứ không phải là họ nắm. Không, không, tôi xin lỗi Khanh, xin lỗi Khanh phải ngắt cái này, có thể anh Khanh hiểu sai câu hỏi tôi. Tôi biết vâng. Là bây giờ tôi cho anh ví dụ nhá, 10 tỷ, vâng. Họ cắt 2 vâng. tỷ. Vâng. Nhưng mà họ nhét cái này vô trong cái luật lớn hơn mà các vị vâng, Cộng Hòa phải thông vâng. qua. Anh không vâng. thể phủ quyết vâng. được. Đó, vâng. ý tôi nói đó, họ làm vậy được không? Câu trả lời là nếu mà họ làm thoát được cái đó thì không thoát được cái bàn tay của ông Joseph Biden. Cái vụ này. Mà thảo luận về vấn đề ngân sách, mà thông qua ngân sách, thì là cuối cùng người ta có được một cái điều kiện mà có lợi cho phía bên ông Biden. Tức là có những điểm mà ông gật đầu, ông được quyền gật đầu, và có những điểm ông được quyền lắc đầu. Chứ không phải là ông bắt buộc là ông phải thông qua cả một cái ngân sách dày 1.200 trang. Thôi vậy, có thể ông đồng ý là về vấn đề ngân sách quốc phòng, đồng ý về ngân sách Bộ Ngoại giao,
nhưng mà ông sẽ không đồng ý vào vấn đề tư pháp. Thành ra rốt cuộc sau thì là họ sẽ áp dụng, trong thời gian chờ đợi là họ sẽ áp dụng cái ngân sách mà chuyên năm trước đó đã được sử dụng cho bộ tư pháp và cho bộ cơ quan FBI. Đó là cái điểm mà chúng ta cũng cần phải để ý đến. Đừng nghĩ rằng là như vậy tức là họ tìm cách để mà bó tay ông Biden, không có dễ dàng đâu, thưa Vang, Đỗ Dũng và thưa cũng phải là quý vị khán thính giả. Và câu hỏi chót cho anh nè, nếu bây giờ bị áp lực của ông Trump quá và thành phần cử tri MAGA quá, mà Hạ viện là họ sợ, bởi vì cứ 2 năm họ bầu cử một lần, có đúng không? Vậy. Và họ sợ lắm. Địa phương. Nó là địa phương đó chứ không phải như thượng viện. Mà bây giờ như anh nói nó không đi về đâu hết, mấy anh có thông qua qua thượng viện, mấy anh nhét nó vô một cái dự luật to thượng viện và thông qua lên ông Biden, ông bảo không, tôi phủ quyết. Lúc đó Biden mới bảo vậy nè, tôi đáng lẽ tôi ký ngân sách này rồi, nhưng mà vì tôi không muốn đi phân police, tôi không muốn đi phân bộ tư pháp, tôi không muốn đi viên đại biểu, nên tôi phủ quyết này. Nay mai ông nói là hết công của tôi. Có khi nào có chuyện đó như vậy, nói cách khác là Đảng Cộng Hòa mà làm không khéo thì giúp ông Biden trong chuyện này nữa. Câu hỏi chót cho anh nghĩ chuyện đó có xảy ra. Cái đòn đó là cái đòn, nếu mà làm cái điều đó thì đó là cái cơ hội bằng vàng cho ông Biden, ông Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là ông Mitch McConnell trong cái vai trò là lãnh tụ của Cộng Hòa Thượng Viện, ông không tạo cho ông Biden một cái cơ hội. Ông tức là ngay ở thượng viện là ông phủ quyết luôn, ông bỏ phiếu chống luôn, lắc đầu luôn, thưa anh Đô Dũng. Ông không tạo cho ông Biden một cái cơ hội để mà ông khoe là Cộng Hòa là tệ và Dân Chủ là tài. Ông không để cho ông Biden có một cái cơ hội đó đâu. Người ta đang trông đợi, hiện tại bây giờ người ta trông đợi ở bên phía bên Hạ viện thì là người ta biết là Hạ viện là Cộng Hòa, ở phía bên Thượng viện Cộng Hòa người ta đang chờ đợi cái quyết định của người ta đang chú ý thì đúng hơn đến những cái quyết định của ông Mitch McConnell là một, ông John Thune là hai. Đó là những người mà người ta nghĩ rằng là sẽ giải quyết được những vấn đề và sẽ hợp tác với lại cùng với lại bên Đảng Dân Chủ để giải quyết những cái vấn đề liên quan đến cái tình hình của quốc gia. Người ta đang nghĩ như vậy và người ta tin như vậy, thưa anh Đỗ Dũng. Như vậy thêm một câu hỏi nhỏ cho anh ấy. Như vậy có nghĩa là dụ này là ngay từ ở Hạ viện có dù có thông qua đưa đến Thượng viện là coi như cũng sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe, có đúng không? Câu trả lời là đúng. Nên nhớ ông thưa anh Đỗ Dũng, ông McConnell, ông là ông phù thủy của chính trị ở cái chính trường của nước Mỹ. Thành ra đừng có mơ tưởng là ông sẽ để yên để tạo cho ông Biden một cái cơ hội bằng vàng. Ông Biden đừng có mơ tưởng cái điều đó. Ông biết ông Biden là ai và ông Biden biết rõ Mexicano là ai. Họ đã từng làm việc với nhau, họ là bạn với nhau. Họ giấu rằng họ không có cùng một quan điểm. Nhưng mà đừng có vội vã nói rằng là ông vì là họ là bạn, thật ra là ông này sẽ trao banh cho ông kia đá quả phạt đền. Đừng mơ tưởng cái chuyện đó xảy ra ở chính trường của nước Mỹ, ít nhất là tại thủ đô Washington. Mà phạt đền này là không có thủ môn trong khung thành, tại thủ môn là đúng vậy, có thủ môn lúc đó đang bị kẹt ở Mar-a-Lago rồi, không ai bắt bóng là ông sút bảo đảm nó vô, đúng không? Vậy như vậy là buồn cho ông Biden. Biden đang mong Hạ viện thông qua cái này lắm, lên phủ quyết. Đúng vậy, nó nói được đúng vậy. Rồi sau đó là thưa anh Đỗ Dũng, tôi có thể mường tượng như thế này, một vài tháng nữa là ông Trump sẽ lên tiếng chỉ trích cái dàn lãnh đạo Cộng Hòa tại Thượng viện. Và chắc chắn là ông sẽ nói như vậy, ông bảo cái dàn đó là Rhino, cái dàn đó là không nghĩ đến quốc gia. Đúng rồi, cái dàn đó là đi theo cái bọn, mà bọn đó là bọn Dân Chủ, là bọn phá hoại đất nước. Tôi có thể mường tượng đó. Đúng. Thưa anh Đỗ Dũng. Nhưng mà lúc đó ông Trump, tôi nghĩ ông sẽ tuyên bố tôi mới là Dân Chủ chứ tôi không phải Cộng Hòa, tại vì tôi đòi cắt ngân sách của nhân viên công lực mà, đúng không? Không vụ để vui, bởi vì đầu chương trình tôi mới nói với anh đó, Đảng Cộng Hòa bây giờ gần như biến rồi đó, nó thành Dân Chủ hết rồi vì nó đòi dẹp cái ngân sách của cơ quan công lực. Cảm ơn anh Khanh rất nhiều và cảm ơn quý giả theo dõi chương trình hôm nay. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ sau. Dạ vâng, xin được cảm ơn Đỗ Dũng và cũng xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, tường trình đặc biệt cho Người Việt TV.